Cô giáo tá hỏa phát hiện học trò tử vong ở chân cầu thang, hiện trường có chi tiết gây chú ý. Sau bữa cơm trưa, cô giáo tá hỏa phát hiện một nữ sinh lớp 5 tử vong dưới chân cầu thang. Tại lầu 2 phía trên khu vực bé gái rơi xuống phát hiện một cái ghế. Ngày 15 tháng 2, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ bé gái lớp 5 tử vong tại trường học. Thông tin ban đầu, bé gái này học lớp bán trú tại trường. Trưa ngày 14 tháng 2, sau bữa cơm trưa, cô giáo tá hỏa phát hiện bé gái nằm bất động dưới sân trường, ngay lối lên cầu thang. Thông tin trên thông tấn xã Việt Nam, tại hiện trường ghi nhận, ở lầu 2 phía trên khu vực bé gái rơi xuống phát hiện một cái ghế. Bước đầu, bé gái được xác định tử vong khi rơi từ trên lầu 2 xuống đất tại trường tiểu học Tương Bình Hiệp, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, dẫn đến tử vong. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.